em và các bạn đang xem kênh Lan Thái Miền Tây. Đây là món bánh phở xào thịt bò, giá, hành lá cũng như ớt, rất là thơm ngon luôn. Món này mình làm cho gia đình mình ăn cũng như là bạn bè đến chơi đều làm được hết. Bánh lại mềm, dẻo, thơm ngon, vẫn còn nguyên sợi. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn nào có thấy thích thì vào bếp cùng làm chung với Lan món hủ tiếu xào thịt bò ngày hôm nay. Lan mời cô chú anh chị em và các bạn xem qua. Trên đây là những cái thành phần nguyên liệu để Lan làm ra được cái món ăn ngon cho gia đình của mình. Ngon, ngon, rất là ngon luôn. Lan có giá nè, cũng như là tỏi, củ hành, ớt, hành lá, cũng như là thịt bò. Thịt bò thì hôm nay Lan sử dụng được 500g thịt bò. Phần quan trọng nhất đó là cái phần bánh phở. Đây là cái bánh phở khô Lan sử dụng hiệu này đây. Nhà Lan thì ăn sẽ ăn là 2 gói. Bây giờ Lan sẽ cắt ra, mình đem đi trong nước, ngâm dưới nước lạnh hơn 4 tiếng đồng hồ. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn nào mình ăn buổi chiều thì buổi sáng mình ngâm, còn mình ăn buổi sáng thì buổi tối mình ngâm. Lan thì Lan ăn buổi sáng cho nên hồi đêm hôm Lan đã ngâm rồi. Ngoài ra những cái thành phần nguyên liệu khác như là đây là cái nước tương đen, rất là quan trọng cho cái món ăn này. Rồi trước hết thì Lan sẽ đem đi sắc cái phần thịt bò này mình ướp. Thịt bò thì Lan cũng đã sắc xong rồi. Bây giờ Lan sẽ làm một cái tô nước để mình trộn cái phần thịt bò vào. Lan sẽ bỏ vào đây làm một muỗng canh đường. Tiêu Lan sẽ cho là cà phê, nửa muỗng cà phê. Bột tỏi Lan cho một muỗng cà phê. Bột năng Lan cho làm cũng là một muỗng cà phê luôn. Sau đó mình lần lượt Lan sẽ cho cái phần hào dầu, dầu hào là một muỗng canh. Nước tương, một muỗng canh nước tương luôn. Dầu ăn, một muỗng canh. Lan sẽ pha trong cái tô này để mình bỏ cái phần thịt bò vào nó không có bị nát. Vì cái thịt bò của Lan mua nó rất là mềm. Còn cô chú anh chị em và các bạn mua thịt bò dai á, thì mình trực tiếp bỏ vào luôn. Cuối cùng là 100ml nước. Trộn đều cái phần nước này lên trước. Sau đó mình mới bỏ cái phần thịt bò vào. Chứ còn mà thịt bò mềm các bạn trộn trực tiếp vô á, thì nó sẽ bị nát nha. Thịt bò thì mình ướp không có bỏ muối. Bỏ muối vô thì nó sẽ cứng. Rồi, cho hết cái phần thịt vào. Trộn đều lên, mình để sang qua một bên. Trong cái thời gian này thì Lan sẽ đem đi pha cái phần nước để mình xào bánh phở luôn. Lan lấy cái chén nè, chén nhỏ nhỏ. Lúc này cũng vậy, mình sẽ cho phần đường. Lan bỏ một muỗng canh đường vô. Cái muỗng này là muỗng cà phê cho nên Lan lường 3 muỗng cà phê là một muỗng canh. Để Lan lấy cái muỗng canh lường cho nó dễ nha. Sau đó cái phần nước tương cũng là 2 muỗng canh nước tương. Dầu hào 1 muỗng canh. Phần này thì không thể nào thiếu cái phần nước tương đen. Nước tương đen thì cô chú anh chị em và các bạn mình cho nhiều chút xíu, khoảng 4 muỗng canh. Cho đủ cái phần xào bánh phở cho gia đình của mình ăn. Nếu như mà bạn nào ăn nhiều hơn thì mình sẽ nhân lên cái công thức này. Rồi, khuấy đều lên. Vậy là mình được cái chén nước sốt để xào rồi. Trong thời gian này thì Lan sẽ đem đi sắc cái phần củ hành nè, cũng như là ớt, hành lá.
Hành lá thì mình sẽ sắc khúc. Hành tây thì mình sẽ sắc xuôi xuống. Mình sẽ để qua một bên. Ớt cũng vậy. Ớt thì mình sử dụng chút xíu thôi, khoảng nửa trái cho món ăn này. Có hạt thì mình đem đem bỏ. Rồi mình sắc. Lúc này thì Lan đem đi xả cái phần bánh phở. Cái thau bánh phở này là Lan đã ngâm hết một đêm rồi. Bây giờ mình xả nước lạnh, xả cho cái sợi bánh phở này nó sạch đi. Đây cô chú anh chị em và các bạn, mình ngâm á, nguyên một đêm ha, mà nó vẫn còn nguyên sợi nè ha. Ngâm bằng nước lạnh nha, đừng có ngâm bằng nước sôi hay nước ấm gì hết. Mọi thứ thì Lan cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ Lan sẽ đem đi xào cái bằng bánh phở này. Thì Lan quay sơ như thế này cho cô chú anh chị em và các bạn thấy cái cảnh mà Lan xào. Lan đã chuẩn bị cái dĩa này rồi, để ngay trong cái bếp luôn. Thịt bò cũng đã xong. Và cái phần nước sốt thì Lan cũng đã pha xong rồi. Và đây là cái phần bánh phở mình cũng đã vớt lên để cho nó ráo nha. Mình có cái vợt nè. Rồi bên đây là cái nồi nước sôi. Bắt cái nồi nước sôi lúc nào cũng sôi luôn. Kế đến là mình phải bắt thêm một cái chảo bên này. Rồi mở lò lên nha. Lan sẽ để về hướng này cho cô chú anh chị em và các bạn dễ nhìn thấy Lan làm như thế nào ha. Bây giờ cái chảo này Lan bắt lên, Lan mở lửa thật là lớn rồi. Lan sẽ cho một muỗng canh dầu vào đây. Chỉ một muỗng canh thôi, đừng có nhiều. Sau đó Lan cho tỏi nè. Một chút xíu củ hành. Lan xào cho nó thơm lên, chứ nó không có khét. Rồi bây giờ Lan sẽ bỏ thịt bò. Lan sẽ bỏ nhiều một chút xíu. Với cái cách này thì có một bạn chia sẻ lại trên kênh YouTube của Lan á, là làm cách này thì cái thịt bò của mình không có bị khô. Cho nên hôm nay Lan sẽ áp dụng. Mình làm thử nha. Nếu mình xào sơ qua khoảng 30 giây thì mình sẽ đổi qua cái chảo khác. Như vậy là được rồi, mình sẽ chuyển sang qua cái chảo khác. Mình sẽ mở lửa lên cái chảo bên đây thật mạnh. Lúc này thì Lan mới xào cái bánh phở, Lan cho vô cũng là một muỗng canh dầu. Củ hành, tỏi. Sau đó là cái bánh phở nè, ta sẽ nhúng vào trong này, nhúng qua bên đây. Rồi mình chỉ nhúng sơ qua, sau đó phải. Mình cho cái phần nước sốt vào liền. Lúc này cô chú anh chị em và các bạn thấy cái phần nước nó còn rất là nhiều nè. Mình cứ việc mình xào, mình đảo nhẹ nhàng thôi. Thì như vậy cái phần thịt bò của mình nó không có bị khô. Rồi bánh phở của mình nó cũng không có bị gãy nát nữa. Lan sẽ xào cho nó khô. Sau đó Lan sẽ bỏ cái phần thịt bò vào, cũng như là hành và giá. Thơm lắm luôn á. Đó, chút xíu thôi là nó đã gáo gáo rồi. Lan sẽ chuyển qua cái chảo này cho dễ thấy nè. Đây, nó khô ráo rồi. Bây giờ mình tàu mình cho thịt bò vào. Hết vào luôn.
giá vào luôn. Cuối cùng là hành lá. Sau đó mình xóc chảo lên. Cái món này thì nó phải thơm thơm cái mùi xào của chảo. Xóc nhẹ nhẹ thôi, thôi nó văng ra ngoài. Đây cô chú anh chị em và các bạn thấy lan xào cả buổi trời mà cái bánh sỏi mình nó vẫn còn nguyên nha. Là kéo sợi lên luôn, không có bị nát, rất là dễ làm mà ngon nữa. Cô chú anh chị em và các bạn có thấy cái món này thích thì làm cho gia đình mình ăn nha. Rất là đơn giản với cách làm này. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có nhiều món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.